Hello mọi người, hôm nay mấy đứa nhỏ nhà mình nói ba ơi con thèm cua quá nên đành phải ra chợ mua 1 ký mấy cua đây nè. Loại cua mình mua là loại cua thịt, dây buộc cũng nhỏ lắm chứ mình sợ mua 1 ký cua mà trọng lượng dây hết 300-400 gram rồi. Rồi sau khi cho các chú cua này yên nghỉ, mình sẽ bắt đầu vệ sinh các chú cua nha. Mình sẽ dùng một miếng lưới để vệ sinh sạch sẽ, ăn cho nó ngon miệng nha. Mặc dù là cua nuôi nhưng mà bản thân các chú cua này cũng dơ lắm nha mọi người. Vệ sinh càng sạch càng tốt nha. Mình sẽ dự định làm món cua hấp gừng. Bây giờ mình sẽ sắc gừng nhỏ ra nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi cho nước và cho gừng vào và để một cái sừng hấp lên. Tiếp theo sẽ sắp các chú cua vào nha. Mình sẽ lật ngửa các chú cua lên để cho gạch không bị cháy ra nha mọi người. Rồi nãy giờ mình hấp là khoảng 10 phút rồi nè, mọi người nhìn thấy đẹp không? Để mình sắp xếp lên một tí cho đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước chấm thần thánh để chấm cua nha. Nguyên liệu gồm có 2 muỗng đường, 2 muỗng muối tôm, 1 muỗng sữa đặc ông thọ và 1 trái tắc nha. Mình sẽ trộn đều lên cho các thành phần được hòa quyện với nhau. Loại nước chấm này mà chấm hải sản là món gì cũng ngon nha mọi người. Rồi ok, mời mọi người thưởng thức với mình nha.